Rồi cái lúc mà ba con mất được mấy ngày thì mẹ con dẫn nó chú đó về. Dạ được có 8 ngày dạ dẫn về. Lúc đó là vô phòng nói là nội ơi mẹ mẹ con làm tầm bậy về. Mẹ dẫn về nhà. Dẫn ai về nhà? Dẫn cái chú đó. Làm sao? Dẫn vô phòng. Dẫn. Cha mới chết, mẹ dẫn bầu về nhà. Vậy mới có 7 ngày là nó bỏ cái bàn thờ là lạnh lẽo. Rồi tới giờ dòng họ nó người ngoại nội nó nói chồng mày mới mất đây mà mày làm vậy là bên chồng mày nghe được rồi mày vậy mắc cỡ không? Nó nói không có ai nuôi nó chứ chồng nó mất rồi giờ không có ai nuôi á, giờ nó phải kiếm người khác đặng nuôi nó. Thông ơi, con linh thiêng gán cho mẹ, mẹ sống lâu lâu chút đặng nuôi hai đứa con. Mà con mẹ với cha mày mất rồi là hai đứa con mày vất vả lắm, biết đưa đẩy nó về đâu. Phạm Tấn xin được kính chào các cô chú anh chị. Hiện tại thì Phạm Tấn đang có mặt tại đây là Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh cả nhà. Thì cũng trời cũng gần tối rồi, Tấn đi ngang đây thì có một cái câu chuyện rất là không hiểu lý do tại sao lại làm mẹ mà lại phải giống như kiểu là chồng vừa mất mà lại mang trai về nhà. Đây cả nhà, bỏ lại hai đứa cháu này. Dạ con chào chú nhé. Dạ chú tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi chú? Chú Nguyễn Thanh Sương năm nay 61 tuổi. 61 tuổi. Dạ. Cái câu chuyện như thế nào vậy mà nghe? Cũng như con chú nó bị tai nạn giao thông á. Dạ. Té chết thì coi như té ngày 23, 23 tháng âm lịch mình á. Dạ. Là đưa đi nhà thương là tới 24, đưa nó 2 giờ đưa nó về nó mới chết. Dạ. Thì chết thì nói chung lúc đưa đi Trà Vinh thì vợ chú lo với chú lo, còn con vợ nó không đi luôn. Rồi tới về đây tới chôn cất đàng hoàng, mình kêu thôi con ở nhà đi, con lo cho con đi. Cha mẹ cũng phụ tiền với em, nó có lao động nước ngoài đó, gửi tiền gì cho nhà con ăn rồi con lo con không. Lúc nhang bắt đầu là mới có 7 bữa thì nó dắt nhân tình nó vừa về nhà luôn hả? Về nhà luôn, mấy đứa này chạy lên cho chú hai, cho chú hai ông nội ơi, mẹ con dắt cha về nhà. Rồi bắt đầu vậy là tới 10 ngày rồi nó đi qua bên nhà cái thằng đó luôn. Là ý là anh ở đây là anh sinh năm 88, là con trai của chú. Con trai thứ ba chú. Dạ, ở còn ở đây là hai người hai con. con. Hai người con và con của chú mất mới được có 7 ngày thôi À, mà bảy ngày là nó có ghệ rồi, đã dắt về nhà dắt luôn. về nhà luôn hai đứa này thấy mới lên nói với chú. Là hai đứa bé này thấy hả? Nói mới nói Dạ. mẹ con có bầu rồi. À. Mình cũng không tin nữa, nói gì sớm với con tới 10 bữa là người ta gặp, người ta mới nói cái thằng cháu vợ nó đi ở nhà máy quạt gió nè, nó đi trực với chung với cậu ruột như này nè. Nói cô ba dượng ba hay gì không? Nói không. Nói chị ba bà có chồng khác rồi. Nói, chị mày mới đây kỳ vậy? Rồi cuối cùng bằng sự thiệt luôn. Là nó như vậy. Rồi bây giờ nó không có, nó lợi nhà chú là nó không có lợi gì nữa. Dạ. Bỏ hai đứa này luôn. Bỏ hai đứa luôn. Bỏ hai luôn. Dạ để dạ con chào cô nhé. Là cô là ngoại hả? Nội. À nội, cô là ngoại. Cô tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi cô? Cô năm nay 60. Dạ. 60 đổ ti tiết. Dạ. Đó thì giờ là cũng như hồi mất thì cũng lỡ rồi, rồi kêu nó thôi nhà lo cho con đi, đốt nhang cho chồng đi. Em mày kệ đi mà nó nhín nhút rồi nó cho con đặng ở nhà lo hai đứa nhỏ. Nó nói vậy mà rốt cuộc không phải y vậy, mới có 7 ngày là nó bỏ cái bàn thờ là lạnh lẽo. Ừ. Tới giờ dòng họ nó người ngoại nội nó nói chồng mày mới mất đây mà mày làm vậy là bên chồng mày nghe được rồi mày vậy mắc cỡ không? Nó nói không có ai nuôi nó chứ chồng nó mất rồi giờ không có ai nuôi á, giờ nó phải kiếm người khác đặng nuôi nó. Nó rồi nó nói rồi bên dòng họ nó nghe nó nói vậy rồi ta bỏ luôn, giờ ta đâu có nói tới nó nữa. Nó rồi cô thấy là với dượng nó mấy bữa đó đó, nó nhớ con nó cho nó đi về dưới. Về dưới là dượng sáu nói dì ba ơi đừng có cho nó về dưới nữa, về dưới nó quánh mấy đứa này tàn ác lắm. Rồi tới giờ là mày lên thăm ta thôi, không cho lên thăm nữa mà không cho rước gì dưới nữa, mà quánh nhưng con mà cháu tao quá. Cho chú hỏi này, con tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ con tên là Lụa, con 28 tuổi. Nó cũng... vậy là bé không được đi học gì hả? Đi học á, cỡ nào cỡ chị cũng cho. Con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 2. Con học giỏi không? Dạ giỏi. Dạ ba con mất rồi.
Nằm ở nhà bà nội con. Nằm nhà bà nội con đây nè, cha con anh nè. Rồi cái lúc mà cha con mất được mấy ngày đó thì mẹ con mang cái người đó về nhà là như thế nào? Con kể lại cho chú nghe coi. Con thấy làm sao? Dạ, được có 8 ngày mẹ con dẫn về. Là sao? Dẫn ai về? Dẫn cái chú đó về. Chú nào? Cái chú của mẹ con. Hả? Cái chú đó của mẹ con. Chú của mẹ? Dạ, vô phòng. Dạ, lúc mà mẹ con dẫn công viên chơi là làm mẹ con kêu chú đó ra. Là đi công viên? Dạ. Là kêu mẹ chú đó ra. Chú ra làm gì? Chú đó để ngồi chung với mẹ con. Ờ. Rồi cái lúc mà ba con mất được mấy ngày thì mẹ con dẫn nó chú đó về? Dạ, được có 8 ngày dạ dẫn về. Là ba con mất được 8 ngày? Dạ. Là mẹ con dẫn chú đó về? Dạ. Dẫn chú. Lúc đó là vô phòng. Ừ. Rồi lúc đó con cảm nghĩ như thế nào? Dạ, cái đó con không có biết. À, con không biết rồi con chạy lên mắt mét nội hả? Dạ. Con mét nội làm sao? Đó là nội ơi, mẹ con làm tầm bậy kìa. Mẹ con làm tầm bậy? Dạ. À, lúc đó là mới được có mấy ngày thôi hả con? Dạ, mấy ngày. Mới có 7 ngày thôi hả? 7 ngày. Ở dạ, dưới này đi măng chung nó nói như vậy, nó nói mày bỏ con mày vậy đó. Cái nó chửi người ta. Nó nói tụi mày chưa biết hoàn cảnh tao, đâu. Giờ chồng tao mất rồi, bây giờ tao phải kiếm người khác làm bằng nuôi tao. Tao hỏi mày bây giờ bà và chồng mày đem hai đứa nhỏ này về rồi, về chở nuôi rồi, bây giờ mày vậy đó rồi sao mà ai coi mày ra gì. Rồi nó chửi người ta, giờ người ta không có nói gì luôn, không dám nói luôn. Nó làm gì làm bây giờ. Là chị đó bao nhiêu tuổi? Nó 32 á. 32. 32 tuổi. Thằng này là 37. Dạ. Con nhỏ này hồi đó hai đứa ở Bình Dương á, là nó gặp, nó hai đứa nó cặp. Cặp á là nó móc hết đứa rồi, chị nhỏ này. À. Cái cô mới nghe vậy á, cô mới nói trời ơi trời, sao mà không nói tao, đặng tao lên chển về đặng tao nói với bà ngoại nội mày đâu đó, tao bước tới mày dậy tội chết luôn. Là tính móc nhỏ này là phát hiện được là không cho, rồi mới cưới nó nghe gì ở đây cũng làm đám đồ đàng hoàng. Dạ. Cho dây cho bông đồ đàng hoàng. Nó rồi xong rồi á, nó là đúng là tuần út là nó phải ở với chị, nó cũng nghe lời vợ nó đi ở riêng, rồi nó xuống đất ông già nó dưới nó cắt cái dưới đó, rồi á, tới thằng này vậy đó. Rồi bây giờ cái nhà ở dưới đó thì bây giờ làm sao? Cái nhà ở dưới là cũng ông già của nó bây giờ lại ở rồi, ổng không có cho, ổng nói là cái không này cho hai bé này ở luôn hả? Cũng như là cô không cho mấy đứa này, tại vì mẹ nó thì đi hoài vậy đó, rồi bỏ, rồi quánh lận, quánh mấy đứa này dữ lắm, mấy đứa này dữ lắm. Vì ba ơi, nó là cháu em đây chứ ai, mà đừng có cho nó nữa, đừng cho nó dẫn gì dưới, nó quánh mấy đứa này dữ lắm, nó khỏa, gặp dao nó quánh dao, gặp son nó đập son, đập cái gì nó cũng quánh. Là mẹ của hai đứa bé này? Hai đứa này nè. Trời ơi. Là ông Sáu Lộm là dượng của nó, thực mới thực ở đây mười mấy ngày, rồi là tới giờ không cho nó gì dưới. À. Cũng như là thấy mình đâu cắt đứt được nó. Kệ nó nói mẹ cho con đem con về dưới rồi chiều con đem lên. Dạ. Cho mẹ. Rồi rút cuộc rồi anh Sáu nói vậy quá, giọng họ nó nói. Rồi giờ là không cho đi dưới luôn, cắt đứt luôn, không cho luôn. Nói đúng rồi, dượng ba mày quánh thấy không? Mà dượng ba với cô ba thấy được rồi mày biết. Tại vì người ta thương cưng cháu nội người ta dữ lắm. Ừ. Nó bây giờ là chị cỡ nào cỡ chị cũng gắng. Là coi cuối cùng là cái nhà dưới kia là bây giờ là cướp trong đất của ổng á. Cướp trong luôn đất hả? Đó, trong đất á. Trong đất của ổng. À, như cắt cái nhà trong đất ổng. Dạ. Rồi ổng lấy luôn, ổng nói nhà của ổng. À. Đó thì bây giờ con nhỏ kia nó đi theo. Đi theo ổng đó rồi, qua kia ổng. Dạ. Đó rồi nó bỏ lại luôn á. Rồi hai đứa này trở ở đây. Đó. Ủa là giống như là mẹ của hai bé này là bây giờ hiện tại là đi theo cái người mà mọi hôm là dẫn về nhà luôn á hả? Phải không? Là bữa đó là đang thờ ba ở trong nhà hay là sao? Không có dám chẳng. Ừ. Là lúc đó được mấy ngày? Về được 8 ngày. 8 ngày? Ủa đúng là ta là còn thợ dưới 49 ngày bà nội mới rước về đây, nó không gành nữa nó thì nó không nhớ đâu. Cũng như nó cũng tỉnh. Nó tỉnh. Rồi con tên gì? Tên Hồng. Con tên Hồng hả? Năm nay con bao nhiêu tuổi? 4 tuổi. Rồi mẹ con đâu rồi? Mẹ mất cái thằng hát dẫn về nhà. Dẫn ai về nhà? Dẫn cái chú đó. Làm sao? Dẫn vô phòng. Dẫn vô phòng.
Rồi con có buồn không? Con buồn sao? Buồn lắm. Buồn sao? Ngồi đó buồn. Con ngồi đó con buồn. Con có buồn không? Dạ có. Buồn sao con? Dạ con ngồi giống như em luôn. Là hai chị em ngồi một góc vậy đó hả? Dạ. Lúc đó con có suy nghĩ gì? Dạ suy nghĩ cha mình mới chết mà dẫn người về. Đó là cha về kêu bà nội về dẫn con lên đây ở với bà nội con. Chứ con ở dưới đó mà tự nhiên ba mình đang còn nằm ở đó đúng không? Mới mất mà dẫn người khác về nằm ngủ kỳ quá đúng không? Con cảm giác con thấy mẹ con kỳ quá không? Dạ cũng kỳ. Rồi con có nói với mẹ con cái gì không? Hiện tại thì bên Phạm Tấn đang bán một cái sản phẩm đó là cao trung sơn, được làm từ củ ngải đen cũng như là củ ngải chống độc. Cái công hiệu của củ ngải đen và củ ngải chống độc á, thì nó sẽ hỗ trợ giúp bà con là điều trị cái chứng bệnh đó là thoái hóa cột sống, rồi đau nhức xương khớp và trí dạ dày, cũng như là mất ngủ nhiều năm. Và đặc biệt cái điều đặc biệt ở đây á, là nó sẽ giúp cho bà con là tăng cường sức khỏe, cải thiện sinh lý nam nha cả nhà. Nếu mà có cô bác anh chị nào mua thì Tấn có để cái số điện thoại phía bên dưới, cả nhà có thể là gọi trực tiếp cho Tấn để đặt hàng nha cả nhà. Dạ con không dám nói, sợ mẹ con quấn. À sợ mẹ con quấn. Nhưng mà nếu như con được phép nói thì con sẽ nói với mẹ con như thế nào? Dạ nói là mẹ cha mới chết, mẹ dẫn bầu về nhà. Nếu như mà con được quyền nói mà con không có sợ mẹ là con sẽ nói câu đó. Và bây giờ thì con muốn nhắn nhủ gì với mẹ không? Con dạ. Nói mẹ sao? Nói là mẹ con không, bà nội con nói là không được gặp bà nội nữa. À, coi như là bà nội đuổi mẹ con đi rồi phải không? Dạ, đuổi không được lên đây gặp con luôn. Chứ nếu như mà bây giờ mẹ con về đây rước hai chị em con đi theo với lại cái chú đó thì liệu rằng là con có đi không? Dạ không. Tại sao? Tại vì con không có gì với cha con dặn rồi. Tại sao cha con lại dặn con? Cha con mất rồi mà. Dạ lúc mà bà nội con đi còn hồn cha con là cha con. Có hồn à? Có dẫn nó đi nhỉ? Ủa là cha con về hả? Gì à? Linh lắm. Nó sao? Nó là đừng có về dưới. Không cho nó về dưới. Là con thấy cha con về luôn hả? Dạ không, em con thấy. À em con thấy hả? Nhỏ này thấy suốt luôn á. À là con thấy làm sao? Con thấy ba con về hả? Con ba con nói làm sao? Nhỏ này không thấy mà. Tối con cha con á lại hôn con. Rồi ba con nói làm sao nữa? Ba nói con là đừng về dưới mẹ. Tại sao con có hỏi ba cho con tại sao không? Có. Ba con nói làm sao? Ba nói con nói gì nè. Con ở với bà nội đi. Dẫn thằng khác vô phòng. Ba con còn nói vậy luôn hả? Tức là linh hồn của anh ở đây là hầu như là biết hết những nó linh á, linh lắm á, để chị kể cho cưng nghe. Cũng như chị đi cậu hồn phải không? Cậu hồn cái nó nói hỏi mẹ, mẹ với cha đi xuống đây kiếm con có chuyện gì không? Cái nói cũng như mẹ hỏi con coi con té xe có ai rồi đập con không? Hả con có tới số chưa hả, lần sau nói cho mẹ biết. Cái nó nói con tới số rồi mẹ ơi. Rồi cái ông này mới ngồi bên ông nói rồi vợ con á vậy rồi con biết không? Nói biết á mà cha. Giờ con mà kệ đi, nó làm gì nó làm đi mẹ. Mẹ đừng có cho hai đứa này về dưới. Về dưới là nó chết cái Dũng lần trước á. Mẹ đừng có đem nó về, mẹ trên này nuôi đi. Nói vậy rồi nó nói con chết là con ở dưới á. Con cái hồn con dưới rồi con về trên này con ở chung với ông nội ở đây. Là con đi tới đi lui là nó hung hồi mới mất heo là mở cửa mã là nửa đêm là hai ba lần luôn. Nhỏ này khóc cha 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 khóc lên, nó cha ôm con hung, cha con ôm con hung mà nó khóc là mỗi đêm luôn. Tại là chờ mười mấy ngày nó mới hết nha, là nó không khóc nữa, còn mà mở cửa mã rồi là khóc xuống. Rồi ở đây người ta cũng thấy nó vậy đó, vì nó thấy rồi nó nói mẹ ơi, hồi đó chị thờ nó sao này, nó nói mẹ ơi cái nhà nhỏ xíu à, mẹ cho con lên cái nhà lớn đi với ông nội. Hỏi rồi giờ con đủ không? Mẹ cho tiền con, đưa tiền con, đồ quần áo con có thiếu không? Thiếu nói mẹ lo cho con đấy, đủ hết trơn rồi mẹ, không có thiếu. Mà con cái mẹ về gửi lời thăm bạn con,
với gửi lời cô bác á, khóc vì con á, khóc vì con á, bởi vì vợ mẹ gửi lời về thăm. Nhưng mà cái lúc mà ảnh nó mất á thì vợ có khóc không? Không. Ở là sao? Không, mới đầu ấy không khóc, ở nhà thương không khóc, mà về nhà nó khóc dữ lắm, nó khóc tới nó xỉu luôn á. Nó đi qua tới Vũng Tàu, nó kêu em dẫn bỏ đi bển, nó đi qua Vũng Tàu kêu cha về lấy xe cho vợ con ơi. Mà vừa mở cổng giao thông ra là nó thấy nó xe nó khóc. Khóc. À, lên vậy đó. Nó khóc rồi mới vậy, chưa được 10 ngày. Nó nói vậy đó. Rồi về. Nhưng mà nhớ chồng thì nhớ chứ sao mà mới được có 7 ngày mà lại đưa người khác vô. Nói về chú á, đi hỏi dài cho người ta cãi hết trơn, người ta nói người ta gủa nó luôn. Gủa nó luôn. Giờ giấc này không có đâu, đi qua bên đó rồi sáng nó mới gì. Mỗi ngày tới đám ma nó mà 50 mấy triệu người ta đi. Ta đi tới là 3 đêm kiện là kẹo người ta luôn. Dạ. Nó tới là thương á, nó hiền. Chỉ có biết uống rượu thôi chứ không biết cái gầy lộn, gầy lão ai, người nào chứ. Dạ. Nè, người ta thương bởi ở đây nè, ai cũng bất ngờ hết chứ. Nhưng mà hôm nay thì con tới đây mà thấy nói chung là cũng được lời kêu gọi của ông bà. Dạ. Nói là bây giờ có hai đứa bé mà bây giờ nó mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi. Ừ. Thì bà là phận làm nội phải không? Thì giờ cũng hoài. Lớn tuổi rồi. Bệnh ha? Hoài có nói. Dạ. Cũng có ước mơ gì không cho hai bé này không? Cô cũng ước mơ cho hai đứa này mà ở ngoài ngoại mà giúp đỡ cho hai đứa này, cho nó ăn học thôi, ăn học cho tới chỗ ở ấy thôi, tại vì là cha nó thì dốt, bây giờ phải gắng, cha nó mất rồi bây giờ phải gắng lo mà. Dạ. Chị không biết sống giờ nào heo chớ, chị mà mất rồi hai đứa này vất vả lắm. Được rồi, trong lúc thì đầu tiên là cô đã mất một người con trai rồi. Dạ. Xong rồi mất thêm một người con dâu nữa, bây giờ mình phải ôm xô lấy hai người con thì đó. Cháu nội nữa. Bởi vì chị nói bà giấy, Thông ơi, con linh thiêng gắng cho mẹ. Mẹ sống lâu lâu chút nặng nuôi hai đứa con. Mất con đó, mẹ với cha mày mất rồi là hai đứa con mày vất vả lắm, biết đưa đẩy nó về đâu. Bởi vì hy vọng là lo cho nó ăn học thôi, chứ cô bệnh hoài cô cũng không biết làm sao nữa. Cái như bây giờ là cái trụ cột của gia đình là chỉ có nội nữa thôi đó. Dạ. Chứ không còn ai nữa, nó không có biết bấu víu một ai nữa. Dạ. Giờ mẹ nó làm cho nó một cái gì mà nó không tin nữa rồi. Cha mới mất được có 7 ngày thôi mà đã đưa người khác vô buồn rồi. Dạ. Mà trước mắt hai người con ngồi đó mà hai người con không có dám lên tiếng. Đây là một cái sự việc thật sự phải nói là giống như là chấn động cả cái Trà Vinh này luôn á, mà không ai tin được rằng làng xóm này người ta nói làm sao, người ta nói về cái người vợ đó như thế nào. Người ta cũng nói con này nói ra là người ta phiên nó là nó chửi người ta không? Chửi chửi tục, chửi tiểu không? Nói đúng ra là chửi người ta. Đúng rồi. Cô ruột mà đạo, bà nội nó cũng chửi. À, bên ngoại. Không, bên bển là người nào cũng khổ mà thương lắm. Lâu lâu bà lên cái bà khóc. Bà ôm mấy đứa này khóc mới. À là chỉ có là bên bên vợ thôi không? Con mẹ thôi không? Mẹ đứa bé này thôi không? Nói ngay bên đó là người nào người ta cũng thương hai đứa này, mà con cái người ta nghèo, người ta không có lo được. Người ta nghèo. Được, ước mơ của con muốn làm gì? Dạ con muốn ước mơ là mấy chú ra ngoài, chú bên Mỹ xin tiền về ăn cho con ăn học. Là ước mơ con muốn đi học phải không? Rồi con có ước mơ là có được về ở với mẹ rồi nói mẹ là về đây chăm sóc hai tụi con không? Dạ không. Không hả? Lý do làm sao vậy? Tại vì cha của mình đã chết rồi mà không được kêu lên đây, bà nội con cấm rồi. À. Nhưng mà con có hận mẹ con không? Dạ có. Hận sao? Dạ là hận cha con mới chết là con mới hận mẹ con. À là cha con mất. Cơm với nội. Rồi con có giận mẹ con không? Con giận sao? Con nói cho chú nghe. Con giận mẹ rồi. Nhưng tại sao vậy? Tại sao lại giận mẹ? Có thằng khác. Có thằng khác. 24 tháng 2 anh mất. 24 tháng 2 là hình như là tới đâu cỡ 30. Mình cho là 30 đi. 30 tháng 2 là đầu tháng 3 đi. Đầu tháng 3 tới giờ là mẹ của hai bé này là có gửi tiền về phụ cấp cho hai không, bé không? Không, ngàn không có.
Sao vậy? Không mà nói ngang không được, không phải. Có nó đi lên trường học á, cái nó đi mần á, cái nó gặp này là cho 10.000, cho ăn đứa 10.000 có. Chứ còn ví dụ mà cung cấp ăn gạo là cho phụ tiền cho mấy đứa này học là không có. Đó là trong lúc chết chú còn cho mấy chục triệu mà nó cho khi ăn hết luôn. Cho ủa là sao? Cái lúc mà chết rồi chú mới tính ba cái tiền ta đi á. Dạ. Nhưng mà mình đã đóng thùng lại rồi, mình không nhận nữa thì người ta có lợi nó đi nữa. Cà Mau với ở Tiêu Phần qua là chú mới cho luôn nó. Cho tiền mấy người đi sau đó. Thôi giờ tôi không có nhận nữa là cho dâu đi. Rồi khoai bán nắm khoai mấy chục triệu, thiếu chú mấy triệu cho luôn. Thôi bây giờ con ở nhà con lo đốt nhang cho chồng con đi. Rồi tới 49 ngày á, con hả đi mặn. Như vậy là nó không có, nào. Có ở nhà luôn, mới 7-8 ngày rồi nó bỏ nhà nó đi chỗ khác rồi. Nó không có đốt nhang, bởi đằng này chú thấy không có đốt nhang bọng gì. Cái bàn với ông thầy chùa, tình trạng với ông thầy chùa nó thôi ráng đi 49 ngày. Rồi cho nó xả tan rồi rước về đây luôn. Chú mới rước về đây thợ cho mẹ. Quỷ quá trời quỷ. Vậy đó. Rồi những cái số tiền đó hiện tại đang ở đâu? Chú cho nó rồi nó đi. Nó cho thằng nó ăn hết rồi. Nó ăn tới hết luôn. Dòng họ nó nói mà. Dòng họ nó nói chú á. Không biết. Ăn hết luôn. Dòng họ nó nói. Rồi tiền, kể cả tiền đám tang, tiền cúng điếu mà cũng đưa cho trai ăn hết trơn luôn hả? Là đâu có số tiền mà người ta trên Cà Mau với Tiêu Phần đi là cũng 7-8 triệu. Cô cho luôn. Cho nó. Tại vì cái thùng á, như vắt này là cô chôn nó rồi, rồi là cô mở cái thùng ra đặng coi coi bao nhiêu là được năm mấy triệu. Rồi tới ngày mơi á, dưới Cà Mau hay vậy đó, là Cà Mau người ta đem ta lên cho đặng nhang đồ đốt mà cô không có nhận. Cô nói là cũng như mở cái thùng ra rồi là cô không có nhận. Rồi đưa lại cho con dâu nó ở trên này, mình nghĩ là nó ở trên này đặng nó lo hai đứa này. Bởi vì rồi tiền bạc khoai đồ 20 mấy triệu rồi đo, bán miệng đái đồ này nọ 5-6 triệu bạc cũng đưa cho con ở dưới này, mà rút cuộc rồi nó cho thằng đó ăn. Giờ dòng họ nó nói giờ cho hết rồi, mà dì ba dưỡng ba ơi, nó cho hết trơn rồi không còn đâu. Tôi nói kệ nó đi, tôi khiến nhiều lắm. Mỗi đêm đó, mỗi đêm luôn ăn nhậu, nó đi ăn nhậu bên bển á, rồi sáng nó chạy về vậy đó. Bữa hổm bị giao thông bắt phạt mấy triệu bạc nữa. À, quậy lắm. Giống như bây giờ là giống như người mẹ này là giống như đổ lỗi, đổ cái trách nhiệm đây cho ông bà nội. Đúng luôn rồi, rồi đó. Chính đó. Tức là biết giống như kiểu là biết tạo nhưng mà không biết nuôi. Không biết. Đúng rồi. Dạ. Cái thằng chồng trước nói chú biết, nó có đời chồng trước được đứa con là nó thôi chồng nó rồi, là nó giao tới 14-15 năm nó không ngó tới. Cái thằng này là con tôi về mới gặp nó, tôi mới gầy. Thôi con đi lên chẩn con mua đồ đạc, quần áo, tiền bạc con đi cho đi. Cho thằng con của nó trước á, năm nào cũng xách đồ lên cho. Tức là hai đời chồng. Hai đời chồng. Mà lập đời nữa ba đời đó. Dẫn đời này nó ba đời. Cũng đào hoa chứ bộ. Đào hoa. cũng đào hoa khiếp nha. Nhưng bây giờ tuổi nhất là hai đứa bé nè. Tuổi hai đứa này. Tuổi đứa bé hai đứa bé nè. Nên bây giờ nó không biết nương tựa ai, chỉ biết nương tựa bà nội thôi. Dạ. Hôm nay thì Tấn tới đây á, thì Tấn cũng xin phép trích một số tiền của các cô chú mạnh thường quân. Tại vì thấy hai bé thì bây giờ là coi như là cả mồ côi ở là cha lớn mẹ rồi đó. Phải không? Dạ, thì Tấn cũng xin trích một số tiền của các cô chú mạnh thường quân. Bây giờ ông bà thì cũng ốm yếu hết trơn rồi. Có bị bệnh gì không con? Trời ơi, đủ thứ luôn á. Đủ thứ bệnh nè. Tim nè, gan nhiễm mỡ nè, rồi có bao tử, bây giờ nó chạy cái bao tử nữa. Nó đường thì nó nghe không có, mà bây giờ gan nhiễm mỡ với cái bao tử, bây giờ nó chạy cái bao tử. Dạ. Thì hôm nay Tấn cũng xin phép trích một số tiền của các cô chú mạnh thường quân để giúp đỡ cho hai bé có một cái số tiền để nó đi học nha cô nhé. Dạ. Thì Tấn cũng xin chân thành cảm ơn chị Trinh Phạm 500.000. Rồi chị Hồng Huỳnh 1 triệu. Rồi chị Mai, chị Ngà, chị Ngọc, chị Phụng, chị Hoa ở bên Canada, nhóm của chị Mai Nguyễn 1 triệu nữa là 2.500.000 để có thể là giúp đỡ cho gia đình nhé. Dạ, trước mắt thì như vậy đã ha. Nếu mà còn duyên nữa thì con sẽ tới sẽ thăm lại hai bé sau nhé. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Mấy cô ở ngoài nước, ngoài trong ngoài nước, cho cháu tôi. Cảm ơn. Dạ. Đây là số tiền 2.500.000 nè. Bây giờ nè, số tiền 2.500.000 là chú tặng cho hai đứa nha. Hai đứa đưa cho bà nội, xong rồi bà nội sẽ mua sách vở, sữa nha. Nè. Cảm ơn cậu. Cảm ơn.
chú. Ừ, cảm ơn các con bà. Con cảm ơn. Con cảm ơn cô ông cô chú, con cảm ơn ông bà. Cảm ơn ông Quân. Cho con tiền con đi học. Để giúp đỡ cho con, cho ông tiền. Con đi học. Giỏi nha. Cảm ơn. Rồi. Thì Tấn cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú mạnh thường quân đã giao duyên tới với gia đình. Bây giờ thì có lẽ là Tấn cũng xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau. Bye bye các bạn. Cảm ơn.